Với 60% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, xã Pró, huyện Đơn Dương là địa phương trồng củ năng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Bình quân mỗi năm bà con nông dân nơi đây trồng khoảng 300 hecta củ năng, năng suất đạt bình quân 30 tấn một hecta. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã phối hợp với ngành nông nghiệp địa phương xây dựng mô hình trồng củ năng theo quy trình hữu cơ. Thông qua mô hình trồng khoảng 1 hecta này, các kỹ sư chuyên ngành đã hướng dẫn bà con, đồng bào các giải pháp trồng củ năng bền vững. Nhờ được triển khai đồng bộ nên mô hình nói trên đã giúp nông dân trồng củ năng ở xã Pró, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, thay đổi nếp nghĩ cách làm. Đó là một trong những mục tiêu quan trọng mà chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn hướng tới. Thôi xong là 7 giờ mình đi, 7 giờ xong 12 giờ mình về. Hay một năm thì mình thu hoạch một sào hay sào đa số thì có 2 tấn, 3 tấn à. Làm thì điều thì có việc làm, điều thì được 200. Lúc thì mình đi thì có tiền ngày một tạ thì được 400. Tăng cường đầu tư các loại cây trồng vật nuôi thế mạnh là giải pháp quan trọng được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên đẩy mạnh nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, từng bước thay đổi tư duy làm nông. Nhờ vậy mà ngày càng có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, giúp bà con có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, do thị trường tiêu thụ nhiều thời điểm không ổn định nên việc tìm đầu ra nông sản của bà con gặp khó khăn. Cộng với đó là giá vật tư đầu vào những tháng gần đây tăng cao, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Kéo theo cơ cấu sản xuất ở một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa thật bền vững, giải pháp đầu tư chưa phù hợp, thu nhập ở một số nông hộ bị ảnh hưởng. Cách đây một tháng là giá vật tư là tăng rất là gần 3 lần. Thì là đối với bà con thì hiện nay là cái giá vật tư rất là cao, mà giá sữa là không vẫn giá ấy. Nhưng mà muốn cái mà thay đổi cái giá vật tư cao này phải đầu tư cho nó hợp lý. Không dừng lại ở đó, do thời tiết nhiều năm gần đây có những biến đổi thất thường, nên các loại dịch bệnh gây hại cây trồng vật nuôi diễn biến ngày càng phức tạp. Chỉ tính riêng cây cà phê, một trong những loại cây trồng chủ lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuần qua các loại dịch hại như bọ xít mũi, rỉ sắt, khô cằn, v.v. gây hại gần 9.000 hecta cà phê. Đây là những đối tượng gây hại không mới, nhưng do trình độ sản xuất ở một số nông hộ, người đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Nên để quản lý khoa học, những đối tượng gây hại nói trên là không hề đơn giản, đòi hỏi vai trò và giải pháp của chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể cơ sở phải được nâng cao và đổi mới. Xã Đa Sa thì về đích nông thôn mới thì năm 2017 là về đích nông thôn mới. Thì phấn đấu theo kế hoạch cũng như nghị quyết đưa ra là 2025 là về nông thôn mới nâng cao. Thì trước mắt trong cái tình hình ấy thì trong tình hình dịch bệnh hiện tại bây giờ thì đối với cái công tác tuyên truyền cho người dân là điều quan trọng để người ta chấp hành tốt cái công tác phòng chống dịch và bảo vệ tốt cái vùng địa bàn của thôn. Để song song với bên cạnh đó thì là tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế xã hội cũng như là kết cấu hạ tầng. Trong cái công tác xây dựng nông thôn mới thì cũng thường xuyên tuyên truyền vận động bà con là đẩy mạnh cái đầu tư sản xuất. Thứ hai đó là phối hợp để hỗ trợ một số vốn để cho sản xuất cũng như là triển khai các cái ứng dụng khoa học kỹ thuật để trong cái công tác xây dựng nông thôn mới. Lấy nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế, đổi mới sản xuất làm cơ sở để xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số là giải pháp phù hợp, vừa hỗ trợ bà con ổn định thu nhập, vừa thay đổi nếp nghĩ cách làm, khuyến khích bà con tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác. Tuy nhiên, trong giai đoạn bình thường mới hiện nay, cần phải có thêm nhiều giải pháp thiết thực để giúp bà con ổn định thu nhập từ chính lợi thế sẵn có ở mỗi địa phương. Đó là cơ sở để chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước phát triển thực sự bền vững.